Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ có đó là cái vị tướng Hữu Đà. Hữu Đà thời điểm hiện tại dĩ nhiên rồi, anh em chơi được nó ở rank huyền thoại chiến tướng cũng như là vinh quang rất ổn, ở vai trò đảo đường đi quấy phá các thành viên bên phía đội hình của team bạn. Hữu Đà là một cái con đấu sĩ mà đúng theo kiểu cái dạng gọi là nhà tao chẳng có gì ngoài cứng cáp với cả đam. Loại kiểu như thế anh em ạ. Tức là cho dù anh em không lên đam, nó vẫn có đam. Anh em không lên tanh, nó vẫn có tanh. Tôi níu hiểu cái con đấu sĩ này tại sao được sinh ra và tồn tại ở trong cái tựa game Mobile Legends này cơ anh em ạ. Nó quá đáng vai nổi luôn. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Cách đây ít hôm là Mỡ đã làm cho anh em về đánh giá về những cái vị tướng xạ thủ cũng như là pháp sư được sử dụng bảng xếp hạng sức mạnh những cái vị tướng đó ở mùa giải thứ 28 rồi đúng không anh em? Ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em một trong những cái vai trò mà có thể nói là có được khá là nhiều những cái vị tướng, lên đến con số là 34 vị tướng ở trong tựa game Mobile Legends này. Đó là những cái vị tướng thuộc vai trò đấu sĩ. Thì đầu tiên vẫn cần phải chia sẻ với anh em đó chính là vai trò đấu sĩ ở meta hiện tại hầu như con nào cũng có thể chơi được. Và cái vị trí đấu sĩ này nó được chia ra ở rất nhiều đường. Đó là đường kinh nghiệm, đó là đường rừng, thậm chí đó còn là đường xạ thủ thi thoảng nữa cơ. Thế thì tức là ở đây cái vai trò đấu sĩ nó không được có quá nhiều những cái con mà nó không chơi được ở meta hiện tại đâu anh em ạ. Mà hầu như con nào cũng có thể chơi được ở meta hiện tại. Dĩ nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào đội hình và chất tướng bên phía của team bạn nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi là phân tích 34 vị tướng này để xem rằng chúng chơi được ở cấp rank thần thoại chiến tướng vinh quang thần thoại hay chúng chỉ chơi được ở cái cấp rank huyền thoại hoặc là chỉ chơi được ở những cái cấp rank thấp thôi nhá. Let's go. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi đến những cái vị tướng đó chính là Batman. Batman ở thời điểm hiện tại cá nhân Mỡ cho rằng cái vị tướng này vẫn chơi được ở cái mức rank ở đây đó là thần thoại ổn. Thì cái vị tướng này Batman nói thật với anh em rằng là cái ok, let's go, chúng ta sẽ cùng đi đến cái vị tướng đầu tiên theo quan điểm cá nhân của Mỡ nhá. Thì ở mùa giải thứ 28 này chúng ta sẽ cùng đi đến vị tướng đầu tiên là Batman. Cái anh chàng có hai quả răng nanh, một cái quả gọi là dài ngoằng, một cái quả gọi là bị cụt một bên đây. Thì Batman ở thời điểm hiện tại cá nhân Mỡ đánh giá với anh em rằng là cái vị tướng này chỉ nên chơi ở cái mức rank huyền thoại mà thôi. Bởi vì chúng ta đều biết rằng cái meta hiện tại, cái việc Batman cầm cái bảng ngọc rừng điểm tài năng khắc tinh ma chủng ấy mà đi tanh lên đồ rừng ấy, nó đã khỏe từ những cái mùa giải trước rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Batman có vẻ như là đang hơi bị lép vế một chút khi mà bộ kỹ năng của anh ta hầu như là không có gì ngoài sát thương cả và khả năng chống chịu. Và nếu như mà team bạn pick được những cái vị tướng thả diều thì Batman rất dễ nguy hiểm. Nói chung là cái con Batman này nó sẽ chơi được rất tốt ở những cái mức rank thấp cho đến Legend và thậm chí thi thoảng xuất hiện ở mức rank thần thoại. Nhưng nếu như mà lên cái mức rank thần thoại, team bạn đang pick những cái vị tướng mạnh ở meta tại ví dụ như là Kimi đi rừng chẳng hạn. Kimi đi rừng đang rất là hot pick. Thì Batman thực sự phải nói với anh em là đang rất là đuối trong những cái mức rank Mythic hay là Vinh Quang Thần Thoại. Cho nên Mỡ sẽ để Batman ở cái mức rank Legend anh em nhé. Video clip về Batman là Mỡ cũng đã có rồi anh em ạ. Tương tự như vậy thì Alucard cá nhân Mỡ cũng đang đánh giá là cái vị tướng này ở cái mức rank Legend. Bởi vì Alucard tương đối giống Batman, cái vị tướng này cũng sở hữu được rất nhiều nguồn sát thương. Và mặc dù mới được Moonton Boop ở trong những cái bản cập nhật gần đây và là một cái vị tướng giống như Batman chỉ thiên về sát thương, nhưng Alucard lại không có khả năng chống chịu. Cho nên nếu như mà team bạn pick nhiều những cái vị tướng tay dài thả diều mà có khống chế ấy, thì Alucard cực kỳ khó chơi. Cho nên nếu như anh em nào mà muốn pick cái vị tướng Alucard này này, lưu ý rằng là phải xem team bạn có những cái vị tướng nào mà thả diều kiểu như Valier này là không được pick này. Những cái con pháp sư như YV cũng cần phải cân nhắc không được pick. Nói chung là những cái vị tướng nhiều khống chế và có khả năng thả diều anh em, tức là đứng đằng xa dùng skill lên anh em ấy, thì hạn chế pick Alucard. Còn lại nếu như mà team bạn nhiều cận chiến, nhiều con có đam nhưng mà kiểu máu mỏng ấy mà ít hiệu ứng khống chế thì pick Alucard hấp dẫn team bạn thôi anh em. Ok, chúng ta sẽ có vị tướng tiếp theo đó chính là cái anh chàng Paquito. Thì Paquito ở thời điểm hiện tại được Mutu búp sức mạnh đến từ chiêu 1 và cái vị tướng này hãn hữu vẫn có thể sử dụng được ở cái mức rank huyền thoại. Bởi vì là cái khả năng sốc đam của Paquito bây giờ nó bị Moonton điều chỉnh giảm so với cái con Paquito ở những cái mùa giải trước đó rồi. Nhưng khả năng ám sát của Paquito Mỡ vẫn đánh giá là cao hơn rất nhiều so với Alucard cũng như là cái vị tướng Batman. Bởi vì Paquito nó có được một cái nguồn sát thương rất là khổng lồ đến từ bộ kỹ năng không tốn mana của nó, giống như là Batman, giống như là Alucard. Nhưng khả năng sốc đam của nó là kinh khủng hơn rất là nhiều. Cái con Paquito này tùy trận đấu anh em nhá, anh em có thể sử dụng nó ở vai trò đi rừng, có thể đánh được ở rank thần thoại và thậm chí là ở trên chiến tướng nếu như anh em đi team. Nhưng để nói về cái khả năng solo rank thì cá nhân Mỡ cho rằng Paquito đang khá phù hợp ở cái mức rank huyền thoại này, thần thoại này,
Đấy, thôi chắc là mỡ nghĩ là mỡ sẽ để Paquito ở rank thần thoại đi cho nó phù hợp, bởi vì cái lượng đam và khả năng đi đánh nhau của nó đến sớm hơn so với Banman và Alucard rất nhiều, mặc dù ba vị tướng này cùng nhau cùng là một cái thể loại tướng đấu sĩ thiên về dùng sát thương. Đấy chưa? Ok, chúng ta sẽ có Forbius. Forbius ở thời điểm hiện tại mỡ để cái vị tướng này ở rank thần thoại, và cái vị tướng này cần có một cái điều kiện để pick anh em ạ. Đó chính là nếu như mà anh em thấy team bạn nhiều những cái vị tướng lướt đi, kiểu như là vị tướng Wan Wan, kiểu như là vị tướng Joy, kiểu như là những cái vị tướng Châu chứ các thứ các kiểu, thì anh em mới nên pick Forbius. Tức là cái con Forbius là một trong những cái vị tướng đấu sĩ cần điều kiện để pick. Đấy, nếu như mà team bạn không có con lướt nào mà anh em lại pick Forbius thì thôi, chắc cái con này chỉ đánh được ở rank huyền thoại với cả đánh ở rank giới huyền thoại thôi. Nhưng nếu như mà team bạn nhiều vị tướng lướt, anh em có thể chơi được cái con này rất tốt ở rank thần thoại hoặc chiến tướng. Cho nên cá nhân mỡ cho rằng muốn pick Forbius thì anh em phải chú ý team bạn nhiều con lướt mới pick được nhá. Rồi, tiếp đến chúng ta có cái vị tướng Aulus. Aulus ở thời điểm hiện tại là một trong những cái vị tướng đấu sĩ đi được rất tốt ở đường kinh nghiệm hoặc là đường rừng. Nhưng mà cái con Aulus này nó có một cái nhược điểm ở đây, đó chính là nó cần phải farm rất nhiều. Giai đoạn đầu game từ level 4, từ level 1 đến level 8 khi mà chưa có đồ thì nó rất là yếu. Cho nên là cái giai đoạn đầu game nếu như mà anh em đã xác định pick Forbius hoặc là anh em nhìn thấy team của anh em có Forbius ấy, thì xác định được rằng là giai đoạn đầu game là anh em sẽ không có ai gank cho anh em cả. Nó không giống như Alu hay là Banman. Alu với Banman đầu game nó vẫn gank cho anh em được, nhưng riêng con Aulus này đầu game là nó không thể nào gank cho anh em được, bởi vì nó là một cái chất tướng thiên về late game giống như là Undead đi anh em. Cho nên là cái con này cần có một cái team đủ cứng để mà farm. Nên là mỡ sẽ không thể để Aulus lên rank thần thoại được, bởi vì ở trên rank thần thoại nếu như mà dừng mà không đi gank là thôi, cũng đi chân lạnh toát rồi. Aulus chỉ chơi được ở khoảng tầm rank huyền thoại thôi anh em nhá. Bên, chúng ta có cái vị tướng Bên. Bên ở thời điểm hiện tại cá nhân mỡ cho rằng cái con này mặc dù vừa mới được cho ra cái skin mới là skin đại tướng Ma Linh ý, một cái skin rất đẹp, nhưng Bên cá nhân mỡ cho rằng cái việc nó ra skin nó không liên quan gì đến sức mạnh của Bên, và Bên vẫn cá nhân mỡ cho rằng chỉ được đánh giá nó ở cái mức rank, mỡ nghĩ là mức rank thấp. Rank huyền thoại ở thời điểm hiện tại mỡ nghĩ là hãn hữu Bên có thể chơi được huyền thoại thôi, nhưng mà bình thường thì Bên sẽ chơi ở mức rank thấp. Lý do tại sao? Bởi vì thứ nhất ý, là ở giai đoạn đầu game cái khả năng đi đường của Bên nó rất là yếu và nó rất là tệ, ngưỡng sức mạnh của nó đến rất là chậm, và bộ kỹ năng của cái con Bên này nó lại còn tùy thuộc theo cái kiểu chơi của anh em cơ. Bởi vì cái con Bên ý, là nó sẽ có hai kiểu chơi. Thứ nhất là kiểu chơi phép, anh em sẽ tập trung tăng sức mạnh đến từ skill 2 và chiêu cuối. Và cái thứ hai là kiểu chơi vật lý, anh em sẽ tập trung tăng sức mạnh vào cái nội tại và cái chiêu 1 pháo kép cua. Nhưng mà cho dù lên kiểu chơi nào đi chăng nữa thì cái con Bên ở giai đoạn đầu game nó vẫn rất là yếu. Cái lượng scale down của nó thăng tiến rất chậm. Và khi mà cái con Bên này mạnh, tức là cái khoảng thời điểm mà cái con Bên nó rơi vào cái tầm giữa game và cuối game, khi mà cái con này nó có đồ rồi, phải tầm từ 3 đến 4 đồ, thì cái con Bên này nó mới có được một cái sức mạnh thực sự. Kiểu như nhiều anh em có bảo với mỡ là nó dùng skill 2 nó nhổ và gây một tấn sát thương ý, thì đó là cái giai đoạn late game rồi anh em ạ. Còn nếu như mà anh em nào mà kiểu bắn pháo kem cua mà bắn thằng trước mặt mà bắn trúng thằng sau lưng mà kiểu cực đau ý, nó cũng là giai đoạn late game rồi. Cho nên là cái con Bên này thì cá nhân mỡ không đánh giá cao, khi mà cái vai trò đấu sĩ phải là một cái vai trò nó có tầm ảnh hưởng ở giai đoạn đầu, giữa và thậm chí là cuối game cơ. Ở rank cao thì mới chơi được. Ok, tiếp đến chúng ta có Jhin. Jhin ở thời điểm hiện tại dĩ nhiên rồi, chơi rất tốt ở mức rank huyền thoại, và thi thoảng chúng ta có thể thấy được Jhin lên ở mức rank thần thoại. Nhưng cái vị tướng đấu sĩ này bây giờ hiện tại đang bình ổn ở cái mức rank huyền thoại. Lý do tại sao? Bởi vì ở trong những cái trận đấu rank cao ấy, với cơ chế bộ kỹ năng của mình thì Jhin rất khó để mà có thể kết liễu đi được một mục tiêu ở trong những cái trận đấu rank thần thoại và vinh quang thần thoại. Bởi vì thứ nhất ấy, những cái vị tướng mạnh pick ở meta hiện tại thì con Jhin rất khó để solo. Anh em hiểu không ạ? Con Jhin rất khó để solo những cái vị tướng mạnh ở meta hiện tại. Và cái thứ hai ấy, là cái khả năng đi rừng của cái con Jhin này nó cũng không được đánh giá cao. Nếu như mà Jhin chưa đạt được đến cái level 4, con Jhin bắt buộc phải có được cái level 4 thì mới đánh nhau được, anh em hiểu không ạ? Nên là ở trong những cái trận đấu rank thần thoại mà đánh nhau từ sớm ấy là cái con Jhin này chịu không chơi được, nó chỉ có chạy ra lướt lướt làm choáng với cả đấm thương thôi, nhưng nhiệm vụ của nó vẫn phải là farm lên đến cái level 4, anh em hiểu không? Đấy, nhưng mà nếu mà anh em pick Jhin từ rank huyền thoại trở xuống lại rất bá, bởi vì cái hoàn cảnh, cái môi trường đó ấy, là cái thời điểm cực kỳ hợp lý cho Jhin để mà Jhin có thể có được cái level 4 mà không có bị ai phá đám này, sau đó đi gank vào những cái mục tiêu máu giấy bên phía của team bạn kiểu như là Nana, Nanung các thứ các kiểu đấy, hoặc là những cái vị tướng pháp sư ít cơ động như là God, hoặc những cái vị tướng xạ thủ kém cơ động ví dụ như là Layla và Hanabi. Nên là nói chung là cá nhân mỡ cho rằng cái con Jhin này anh em sử dụng cái vị tướng này để bắt nạt đối thủ ở trong những cái trận đấu rank tầm trung đều là rất ok, nhưng lên rank cao thì nó sẽ là hơi cực anh em ạ, cho nên Jhin ở rank huyền thoại nhá. Ok, tiếp đến là chúng ta có Julian. Julian thì cùng với biệt đội tứ trọng chú giống như Jhin, nhưng cái vị trí của Julian nó khác hoàn toàn.
vị trí của Julian, cá nhân Mợ đánh giá cái vị tướng này nó phải nằm ở cái mức rank thần thoại hoặc chiến tướng, bởi vì bộ kỹ năng của Julian có khả năng sốc nam và dồn nam rất mạnh. Julian có tới 3 trạng thái được cường hóa kỹ năng. Trạng thái đầu tiên là cái trạng thái ném ra cho mình, đó là cái phi tiêu gây sát thương dồn đam cực mạnh xoáy liên tục. Có thể nói đến thời điểm hiện tại khi mà Mỡ làm video clip này, ở trong số 3, 6, 7, 8 vị tướng này thì con Julian là một trong những cái con sốc đam có thể nói là mạnh nhất nhì luôn. Mạnh hơn cả Paquito luôn. Đấy, nó còn có cả hất tung, nó còn có cả đáo thoát. Cho nên là cái con Julian ở thời điểm hiện tại rank thần thoại đánh cực kỳ ổn luôn. Tuy nhiên anh em có thể đi solo rank từ rank thấp lên rank sử thi đại cao thủ, xong lên rank huyền thoại, bước rank huyền thoại quá là easy và dễ dàng, như đẩy xe hàng luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta có ở đây đó là cái vị tướng Tử Long. Tử Long thì ở đây, thời điểm hiện tại thì cái vị tướng này nó rất là buồn cười nhá. Tử Long anh em ở giai đoạn đầu game anh em cũng tưởng tượng là như thế này. Đầu game Tử Long ở thời điểm hiện tại không đánh được bất kỳ vị tướng nào cả. Anh em hiểu không? Đầu game ở thời điểm hiện tại so với cái dàn đấu sĩ ở meta hiện tại này này, là Tử Long không đánh được bất kỳ con nào cả. Tử Long đã ra phải xếp vào cái loại đồng đội giai đoạn đầu game nó sẽ là 4v5 cơ. Nhưng mà về late game nhá, về late game khi mà Tử Long nó có đồ nhá, nó ganh lẻ rất mạnh và nó đẩy nhà rất ổn luôn. Tức là về late game nó có thể đánh được ở cái mức rank thần thoại. Anh em hiểu không ạ? Nhưng vấn đề là ở thời điểm hiện tại, để mà solo rank giai đoạn đầu game nó cần rất nhiều sự đóng góp đến từ đồng đội. Thế cho nên là cái con Tử Long này thì cá nhân Mỡ nghĩ rằng là cái vị tướng Tử Long này chỉ nên được đánh giá là ở mức low rank, tức là mức C thôi. Đấy, nếu như anh em có đồ về late game thì Mỡ nghĩ là anh em có thể gọi là gánh team được. Anh em sẽ thấy là anh em sẽ tưởng tượng là ui, con Tử Long về late game khỏe vãi nồi. Nhưng anh em lại quên béng mất rằng là ở giai đoạn đầu game chúng ta đã vất vả như thế nào. Cho nên Mỡ nghĩ là cái con Tử Long này nên đánh giá ở cái mức rank là mức rank C mà thôi anh em ạ. Nó sẽ còn phải tùy thuộc vào chất tướng của team bạn và lối chơi của anh em nữa cơ. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng tiếp theo là Freya, bạn gái của Tử Long. Thì khác với Tử Long anh em ạ, Freya rất mạnh ở giai đoạn đầu, giữa và thậm chí là cuối game cũng đánh tương đối ổn. Và Freya hoàn toàn ở thời điểm hiện tại được đánh giá là ở cái cấp rank mythic anh em nhá. Mỡ đã thấy rất nhiều những cái người chơi ở trong những cái trận đấu rank vinh quang thần thoại sử dụng Freya trong cái vai trò đi rừng. Lên thẳng trong mình đó là cái gương tuyệt vọng và đánh nhau rất mạnh ngay từ level 1. Mỡ xin nhắc lại level 1 anh em nhá. Con Freya này nó không còn là cái con Freya như ngày xưa nữa rồi. Nó không bị giới hạn bởi việc thi triển skill, skill thi triển vô hạn. Nó không bị giới hạn bởi cái lượng mana, bởi vì cái lượng bởi vì chúng ta có thể thấy là cái con Freya gần như là thi triển kỹ năng là liên tục rồi. Và khi mà Freya đạt đến cái level 4 thì cái lượng sát thương của nó không những là lan, không những là đánh xa, nó đang trở nên quá khỏe ở thời điểm hiện tại anh em ạ. Đấy. Bởi vì tại sao nó khỏe? Bởi vì muốn tung tác sức mạnh. Anh em hiểu không? Cho nên là Freya chơi được ở cái mức rank thần thoại. Những lưu ý rằng em cũng nên pick Freya khi mà team bạn nhiều những cái vị tướng cận chiến và ít hiệu ứng khống chế anh em nhá. Bởi vì Freya gặp phải một cái team mà ít hiệu ứng khống chế mà team bạn nhiều cận chiến ý, nó vải vào team bạn thích bà nội bà ngoại luôn anh em ạ. Ok, Châu ở thời điểm hiện tại cá nhân Mỡ đánh giá rằng cái vị tướng đấu sĩ này cũng đang chơi được rất tốt ở cái mức rank thần thoại, khoảng mức rank thần thoại, chiến tướng hoặc thậm chí là huyền thoại chơi cũng ok là. Nói chung cái ba cái mức rank này Châu đều có. Thì Châu anh em có thể chơi theo hai kiểu. Nếu anh em đi solo rank mà anh em được đi đường kinh nghiệm thì sẽ lên theo kiểu Châu đang để tạo đột biến. Nếu như mà anh em chơi theo cái kiểu gọi là lên rank chiến tướng vinh quang thần thoại này này, thậm chí là đánh giải nhá, thì Châu anh em có thể sử dụng theo cái lối chơi là Châu tanker. Anh em hiểu không ạ? Châu tanker, mở giao tranh, đảo đường. Đó, cho nên là nó sẽ tùy vào cái lối chơi của anh em mà thôi. Đấy, Mỡ nghĩ là khi mà anh em đi solo rank từ cái rank cấp D, C, B, A này này, thì anh em nên đi, nên chơi theo cái kiểu gọi là Châu đam. Còn anh em lên rank cao mà lên gặp rank chiến tướng vinh quang thần thoại cũng như là đi team ý, thì anh em nên chơi theo kiểu Châu tay. Nó sẽ tùy vào cái lối chơi của anh em mà thôi. Chứ Châu chơi được ở meta hiện tại mùa giải thứ 28 anh em nhá. Ok, chúng ta có tiếp theo đó chính là cái vị tướng Ngộ Không. Ngộ Không ở thời điểm hiện tại vẫn đang chơi rất ổn ở cái mức rank huyền thoại. Khi mà bộ kỹ năng của cái vị tướng Ngộ Không này nó cũng không có quá là đặc biệt, hay nói thẳng ra là không được Moontoon sờ đến nhiều ở meta hiện tại mùa giải thứ 28. Ngộ Không thì vẫn có được cho mình những cái phẩm chất rất là ok la. Đó là khả năng đẩy đường của Ngộ Không này, đó là khả năng tham gia giao tranh tổng với cái set lên đồ mới mà Ngộ Không vẫn đang lên. Đó chính là cái lưỡi hái ăn mòn, cái gậy như ý với cả cái kiếm diệt quỷ. Anh em hiểu không ạ? Đấy, và phép bổ trợ ưu ái của Ngộ Không ở thời điểm hiện tại nó vẫn là những cái phép bổ trợ như là cái phần chấn, cái tốc hành. Đấy, nhưng mà có một cái lối chơi Ngộ Không rất là thú vị mà Mỡ khuyên anh em rằng nên cân nhắc để sử dụng. Đó chính là lối chơi cái vị tướng Ngộ Không này nhưng mà lên full tốc đạch chí mạng và cầm hóa đá. Mỡ đã làm cái video clip về Ngộ Không full tốc đạch chí mạng cầm hóa đá cho anh em rồi. Đấy, anh em nào mà muốn thử thì có thể gọi là vào game để chơi thử. Và con Ngộ Không này chơi rất ổn với anh huyền thoại anh em nhá.
Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cái vị tướng tiếp theo, đó là Alpha. Thì Alpha ở thời điểm hiện tại, dĩ nhiên cái vị tướng này vẫn chỉ được đánh giá là ở cái vị tướng đấu sĩ ở mức rank huyền thoại thôi. Bởi vì bộ kỹ năng của Alpha cũng giống như Ngộ Không, đã không được bùn tùn động vào lâu lắm rồi. Alpha đang sở hữu được cho mình, mỡ nhớ là cái thời ngày xưa mà Alpha mới búp thì Alpha nó rất là hot, bởi vì cái bộ kỹ năng của nó hồi chiêu rất là nhanh, chiêu 1, chiêu 2 và thậm chí là chiêu cuối. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Alpha nó không còn hot được như vậy rồi anh em ạ. Mặc dù bộ kỹ năng của nó vẫn hồi chiêu rất là nhanh, chiêu 1 và chiêu 2, thậm chí đó là chiêu cuối. Thì con Alpha này ở thời điểm hiện tại vẫn đang được đánh giá là một cái vị tướng đấu sĩ chơi ổn ở cái vai trò là đi đường kinh nghiệm và cầm phản kích. Đấy, team bạn mà nhiều những cái chất tướng đánh cận chiến, mà hầu như là những cái chất tướng, nói chung là cái con Alpha này mà team bạn pick cả tanh cả không tanh mà ít hiệu ứng khống chế thì Alpha chơi rất tốt. Bởi vì là cái con Alpha nó không những là gây sát thương bộ kỹ năng nó hồi nhanh, mà con Alpha nó còn có một cái phẩm chất ở đây, đó là nó gây sát thương chuẩn liên tục đến từ cái nội tạng của nó được kích hoạt. Cho nên là cái con Alpha này nó không sợ một cái đội hình có nhiều tanh luôn anh em ạ. Chỉ là team bạn chỉ cần ít những cái chất tướng thả diều như kiểu Valier, như kiểu Veil, như kiểu YV, như kiểu Lugi thì con Alpha này chơi rất ổn ở rank huyền thoại luôn anh em ạ. Chúng ta có cái vị tướng tiếp theo là Ruby. Ruby ở thời điểm hiện tại đang chơi, nếu như anh em nghĩ rằng mỡ để cái con Ruby này ở cái rank thần thoại chắc là anh em cảm thấy hơi bất ngờ, chứ mỡ thấy cái con Ruby ở rank thần thoại nó là cái điều bình thường. Bởi vì cái phẩm chất của cái con tướng Ruby ý, càng lên rank cao thì người ta càng bộc lộ được rõ cái sự nguy hiểm và cái sự khó chịu của con Ruby này. Ruby bây giờ là nó sẽ chơi theo cái thiên hướng chơi gọi là toàn tanh, full tanh anh em nhá. Nó sẽ lên một số một đồ hút máu kiểu như là cái dìu huyết cuồng, hoặc là cái vô tận, hoặc là cái móng vuốt. Nhưng mà hầu như mọi con Ruby mà mỡ đang thấy ở thời điểm hiện tại tay to chơi ấy, là toàn đắp full tanh và đóng vai trò là đảo đường. Những cái mini stun đến từ cái con Ruby và hiệu ứng khống chế mà cái con Ruby có được đến từ cái chiêu cuối gom cái địch vào ấy, nó thực sự quá bá đạo và quá khó chịu ở trong những cái người chơi tay to và rank cao. Anh em hiểu không ạ? Cho nên là cái con Ruby này ấy, thì nó chỉ có một cái nhược điểm thôi. Nếu như anh em đi solo rank ở trong những cái trận đấu rank thấp, rank cao, anh em sẽ thấy cái con này nó không có một cái điểm nhấn gì cả, bởi vì cái lượng scale down của nó gây ra là quá thấp. Nhưng mà nếu như anh em để cho cái con Ruby này chơi được ở cái rank thần thoại và vinh quang lên leo rank chiến tướng ấy, nó lại là cái câu chuyện khác. Nó là cái sự chắc chiu tiết kiệm về lượng sát thương, nhưng nó mang đến rất nhiều những hiệu ứng khống chế, làm chậm này, mini stun này, đấy, gom vào này, kéo về, rất nhiều hiệu ứng khống chế để mà khiến cho team bạn trở nên trầm kẽm khi mà đối đầu với cả một cái con Ruby biết chơi. Anh em có thể tưởng tượng với con Ruby biết chơi là một cái con Ruby trông cứ đần thôi. Xong rồi nó lại gần team bạn, nó dùng chiêu cuối, nó kèm tốc bị nó gom toàn bộ đội hình team bạn về. Thì lúc đấy con Ruby nó giống như là một cái phiên bản của con Atlas cũng như là Tywill vậy anh em ạ. Anh em cần phải đề phòng khi mà team bạn pick Ruby ở rank cao nhé. Còn Ruby ở rank thấp thì về cơ bản mỡ không thấy có quá nhiều cái sự đặc biệt lắm anh em ạ. Nó bình thường như cái đường hộp sữa mà thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ có đó là cái vị tướng Hilda. Hilda thời điểm hiện tại dĩ nhiên rồi, anh em chơi được nó ở rank huyền thoại chiến tướng cũng như là vinh quang rất ổn, ở vai trò đảo đường đi quấy phá các thành viên bên phía đội hình của team bạn. Hilda là một cái con đấu sĩ mà đúng theo kiểu cái dạng gọi là nhà tao chẳng có gì ngoài cứng cáp với cả đam. Loại kiểu như thế anh em ạ. Tức là cho dù anh em không lên đam, nó vẫn có đam. Anh em không lên tanh, nó vẫn có tanh. Tôi níu hiểu cái con đấu sĩ này tại sao được sinh ra và tồn tại ở trong cái tựa game Mobile Legends này cơ anh em ạ. Nó quá đáng vai nổi luôn. Đấy, bộ kỹ năng của Hilda thì như những gì mà anh em có thể cảm thấy khó chịu đến từ cái con này. Đi vào bụi được tạo ra bảo hồi máu, 3 lần dùng skill 2 đam cực thốn bởi vì kích nội tạng, và chiêu cuối thì bổ siêu thốn. Sổ ôi, khả năng truy đuổi là có đến từ chiêu 1 và kèm theo đó là chiêu 2. 3 lần chém nó vẫn có nhích nhích áp sát được vào đối phương. Cho nên cái con mẹ Hilda thì mỡ nói thật với anh em rằng là nó siêu khó chịu. Và nếu như mà team bạn có Hilda thì anh em cần phải lưu ý rằng là nếu anh em đi rừng nhá, mà team bạn có Hilda thì cần phải kêu gọi đồng đội mình vào giúp. Chứ không có một cái con tướng nào đi rừng mà gọi là ăn rừng một cách đơn giản nhàn nhã mà team bạn nó có con Hilda nó sang phá rồi anh em ạ. Khổ lắm luôn anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với nhanh vị tướng tiếp theo là Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ở thời điểm hiện tại nó được có một cái nghệ danh là King of the Fighter rồi anh em ạ. Nó là vua của mọi loại đấu sĩ ở cái vị trí đi đường kinh nghiệm ở thời điểm hiện tại. Lapu bây giờ đang quá mạnh, không chỉ là ở trong những cái trận đấu leo rank thần thoại hay chiến tướng hay vinh quang đâu, mà cả đi team, cả đánh giải, Lapu-Lapu đều đang rất mạnh ở vai trò đi đường kinh nghiệm với khả năng dồn sát thương cực mạnh của mình. Và nó chả cần lên đồ đam, sát thương của nó dồn vào cũng rất là mạnh anh em ạ. Anh em chỉ cần lên duy nhất cho cái con Lapu cái dìu huyết cuồng thôi, còn lại anh em đắp full tanh cho mỡ băng thạch, rồi thì cái áo choàng tiên tri, rồi thì là chiến giáp thượng cổ, giáp gai,
xong rồi cái đôi cánh nữ hoàng anh em đắp phun thủ vào cho mỡ, thì lúc đấy cái con Lapu Lapu này nó cực kỳ bá, nó có thể lao vào dồn sát thương ở dàn tuyến sau rất mạnh với hai lần lướt đến từ skill 2 và cái chiêu cuối để hóa thành dạng đại kiếm. Và sau đó thì nó còn có choáng lan, nó còn có giảm sát thương lan khi mà nhiều mục tiêu tấn công lên nó, khi mà nó tấn công lên nhiều mục tiêu đến từ cái skill 2 dạng đại kiếm. Và nó còn có một cái nữa, đó chính là cái ba phát chém dạng đại kiếm của nó đam cực thố luôn. Cho nên cái con Lapu Lapu này đang là hung thần ở cái rank chiến tướng vinh quang thần thoại cũng như là đi tìm, anh em nên chờ nhá. Ok, chúng ta sẽ có vị tướng tiếp theo, đó chính là Rogue. Rogue ở thời điểm hiện tại cá nhân mỡ đang cho rằng chơi tương đối ổn ở cái mức rank thần thoại đổ xuống. Và Rogue bây giờ nó cũng đang có hai cái lối lên đồ anh em nhá. Cái con Rogue này nó là cái vị tướng đấu sĩ lai xạ thủ. Mỡ không nhớ là mỡ đã làm video clip về cái con Rogue ở bên vai trò xạ thủ chưa. Nhưng nếu như mà làm rồi thì mỡ xin được nhắc lại, còn nếu như mà chưa thì mỡ xin được nói mới. Đó là cái con Rogue ở meta hiện tại nó chỉ có thể được đi rừng mà thôi. Và nó đang có hai cái lối lên đồ rất là thú vị, đó chính là cái lối lên đồ full tank và lối lên đồ full dam. Thì ở mùa giải thứ 28 mỡ đã làm video clip về Rogue lối lên đồ full tank rồi. Anh em nên xem video clip đấy thì anh em sẽ thấy được cái mức độ hiệu quả của nó. Còn cái con Rogue này thì ở thời điểm hiện tại cá nhân mỡ nghĩ rằng nó đang là một cái vị tướng đấu sĩ có thể nói là chơi tròn vai. Nó có thể giao tranh ổn khi mà ngay từ level 1 hoặc level 2 nó giao tranh có thể nói là ổn nhất. Đấy, nó có thể tham gia giao tranh đánh nhau với team đến giai đoạn giữa game. Cuối game thì nó hơi đuối một chút. Nếu như anh em lên tank thì nó hơi đuối một chút, nhưng mà nó vẫn đóng góp trong cái khả năng chống chịu sát thương. Anh em lên dam thì nó vẫn có dam nhưng mà nó sẽ yếu đi một chút xíu. Nhưng ở thời điểm hiện tại con Rogue cá nhân mỡ đánh giá rằng nó đang là một cái vai trò ổn định và chơi được ở mùa giải thứ 28. Con Rogue này thì không cần phải quá quan tâm đến cái việc team bạn pick cái vị tướng gì đâu anh em nhá. Anh em cứ cảm thấy gọi là đội hình của anh em có đủ tank và có đủ những cái chất tướng lao vào để mà đánh nhau với anh em ở giai đoạn đầu game thì anh em pick Rogue ok là. Tiếp đến chúng ta có cái vị tướng đấu sĩ Argus. Thì Argus ở thời điểm hiện tại đang chơi rất tốt ở cái mức rank huyền thoại. Để mà có con Argus này nó đánh kém ở những cái mức rank thấp thì mỡ nghĩ là không có khả năng đâu. Mà Argus chơi rất tốt ở cái mức rank huyền thoại. Bộ kỹ năng Argus ở thời điểm hiện tại nó vẫn như cũ thôi. Chiêu 1 là móc đến kẻ địch sau đó áp sát, kèm theo đó là một lần lướt thêm. Chiêu thứ 2 là lưu tinh kiếm chọc vào kẻ địch gây một nguồn sát thương cực lớn và tăng tốc độ di chuyển để mình tấn công kẻ địch. Và chiêu cuối là rơi vào trạng thái bất tử trong 4 giây đến từ cái chiêu cuối quỷ dữ bất diệt. Đấy, nói chung là bộ kỹ năng của Argus có thể chơi ổn chấp những cái vị tướng thả diều luôn anh em ạ. Và chấp những cái chất tướng dồn đam bên phía của team bạn đến với con Argus này. Nhưng mà nhược điểm của con Argus, những cái điểm tệ của con Argus ở đây là thứ nhất ý, là con Argus rất sợ hai con Franco và Kaza. Bởi vì khi mà tụi nó áp chế thì Argus không phải được chiêu cuối. Và cái thứ hai ý, là ở trong những cái trận đấu rank cao như là Mythic hay là thần thoại hay là chiến tướng hay vinh quang thần thoại ý, thì con Argus này nó dễ bị thả diều. Mặc dù nó có chiêu cuối nhưng mà thường những cái lối chơi của những cái người chơi tay to ấy, nó sẽ dùng skill trước nó poke để mà nó kích cái chiêu cuối của Argus, sau đó nó chạy ra. Thì khi mà Argus hết chiêu cuối thì chẳng khác gì một đứa phế nhân cả. Cho nên là cái con Argus này nếu mà chơi ở những cái trận đấu rank cao thì anh em phải chơi rất khéo và chơi rất khó để mà có thể đi lại lane cũng như là tham gia giao tranh đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Nên là mỡ nghĩ là chỉ đánh giá con này ở mức B mà thôi anh em ạ. Vẫn còn nhiều đấu sĩ nhỉ. Chúng ta sẽ đi thật nhanh anh em nhá. Tiếp đến là chúng ta có Chohet. Chohet thời điểm hiện tại thì đây vẫn là một trong những cái vị tướng đấu sĩ mà có khả năng dồn đam sốc hàng bậc nhất, mạnh nhất ở giai đoạn đầu game với cái chiêu 1 của cái vị tướng này. Trong tất cả những cái vị tướng đấu sĩ có thể gây đến gần 3.000 đam. Là cái con Chohet này bây giờ nó có thể đảm nhiệm rất tốt ở cái vai trò đó là đi đường kinh nghiệm hoặc là đi rừng. Anh em hiểu không ạ? Ngày xưa thì Chohet nó còn có một cái vai trò là đi đảo đường, bởi vì khả năng búp giáp ảo của nó rất là bá. Nhưng bây giờ là cái khả năng búp giáp ảo của nó đã bị thay đổi cơ chế rồi. Cho nên là bây giờ nó không còn búp giáp ảo được nhiều như ngày xưa nữa. Nên cái con này chỉ được đánh giá ở vai trò đi rừng và đi đường kinh nghiệm. Nhưng mà cái màn trình diễn của cái con Chohet ở trong những cái trận đấu rank cao nó không thực sự được quá là tỏa sáng. Bởi vì cái combo của Chohet đôi khi nó rơi vào cái tình huống rất khó sử dụng. Anh em sẽ không thể nào ném được kẻ địch. Và cái chiêu cuối, cái bất khả cản phá của con Chohet lao vào đôi khi nó lại là một cái, nó gọi là cái gì anh em nhỉ? Một cái án tử dành cho riêng cái con đấu sĩ này. Bởi vì ví dụ như Lapu Lapu nó nhảy vào đến từ chiêu cuối đúng không? Nó vẫn còn cái miễn nhiễm khống chế đến từ những cái kỹ năng tiếp theo. Nhưng cái con Chohet này lao vào là nó lao vào xong nó nằm luôn tại chỗ ở trong những cái trận đấu rank cao, anh em hiểu không? Cho nên Chohet bây giờ mọi đánh giá là cái vị tướng này nó chỉ nằm ở cái mức B mà thôi. Chơi được ở đường kinh nghiệm, chơi được ở đường rừng. Ok chưa? Tiếp đến chúng ta có Lapu Lapu. À, có con Matip. Dĩ nhiên rồi, Matip thì ở thời điểm hiện tại được đánh giá rất ổn ở cái rank, ở đây là rank chiến tướng của Vinh Quang Thần Thoại. Thậm chí là trong đấu dài chúng ta đã thấy sức mạnh của Matip rồi. Vị tướng đấu sĩ này rất mạnh ở giai đoạn đầu game cho đến phút thứ 8. Cái con Matip này gần như là vô đối khi mà đi rừng. Nếu như mà nó đạt được đến cái level 4 anh em ạ,
Bởi vì bộ kỹ năng của con Matip mỡ kể sơ sơ cho anh em thôi. Anh em nào chưa chơi Matip thì cũng nên biết. Chiêu 1 của nó là gom kẻ địch vào giữa, gây một cái nguồn sát thương không nhỏ. Skill 2, giảm sát thương lên đến 60%. Và kỹ năng này có thể dịch chuyển vượt được địa hình và gom kẻ địch vào. Chiêu cuối Matip đó là tuyệt diệt, gây một nguồn sát thương cực lớn và kết liễu bất kỳ kẻ địch nào dưới một cái mức máu theo điều kiện cho phép. Và khi mà kết liễu kẻ địch đấy xong thì Matip nó sẽ được ngay lập tức reset được cái chiêu cuối đó ở trong cái khoảng thời gian. Nói chung là cái con Matip này thậm chí là ở trong giải đấu vừa xong chúng ta có thể thấy, đó chính là cái anh chàng Joe đến từ đội tuyển MDH Esports đã sử dụng để mà hành nát đội hình bên phía của Team Level. Khi mà mỡ nhớ không nhầm, nếu mà mỡ nhầm thì cho mỡ xin lỗi, nhưng mà có một cái trận đấu mà mỡ nhớ là Joe anh ta cầm cái con Matip này nó rất xăng liên tục mười mấy hai mươi mấy mạng, cực kỳ khỏe. Cho nên là cái con Matip ở thời điểm hiện tại đánh được rất tốt ở mọi cấp rank luôn anh em nhớ. Đây là cái con đầu sĩ đánh được ở mọi cấp rank luôn. Rank thấp, rank phế vật, team 4v5 đánh được, huyền thoại đánh được, thần thoại đánh được và vinh quang thần thoại đánh được anh em ạ. Kaza vị tướng đầu sĩ này chơi được ổn ở vị trí ở rank thần thoại. Nhưng anh em lưu ý một điều rằng là không giống với những cái vị tướng khác thì cái con Kaza này nó sẽ là đánh theo vai trò thuần hỗ trợ anh em nhá. Thuần hỗ trợ, anh em đừng lên, đừng đi đường giữa, anh em đừng đi đường kinh nghiệm cho cái con Kaza này. Bởi vì ở thời điểm hiện tại con Kaza chỉ có thể chơi được ở vai trò hỗ trợ và nó chỉ chơi được ở rank thần thoại mà thôi. Ở trong những cái trận đấu rank thấp thì mỡ nghĩ là cái con này hỗ trợ nó sẽ không có thể phát huy được tối đa sức mạnh của nó. Nhưng ở cái rank thần thoại thì Kaza đúng là bây giờ nó chỉ thuộc về rank thần thoại và nó chỉ chơi được ở vai trò hỗ trợ mà thôi. Bộ kỹ năng của Kaza đúng thuần về hỗ trợ. Chiêu 1 của Kaza là nó sẽ kích được cái nội tại bị tê liệt, cái địch nó sẽ bị làm chậm và nó sẽ bị giảm đam khi mà con Kaza này dùng skill chúng. Và cái chiêu cuối của Kaza là phán quyết thần thánh. Đây là một cái kỹ năng để dọ mõm và khóa cứng bất kỳ mục tiêu nào mà nó chọn, những cái vị tướng nào mà lao vào dồn sát thương lên đam chính của chúng ta, con Kaza đứng cạnh là tụi nó không dám vào luôn anh em ạ. Và Kaza đang là một trong những vị tướng chơi rất ổn ở rank thần thoại ở vai trò hỗ trợ. Anh em nên pick và chơi thử con này nhé, quá lắm. Ok, chúng ta có Ondus. Thì Ondus là thời điểm hiện tại chỉ chơi được ở cái mức rank huyền thoại mà thôi. Như mỡ có chia sẻ với anh em là cái vị tướng đầu sĩ này mặc dù cái nguồn sát thương của nó có nhưng nó rất cần sự trợ giúp đến từ đồng đội. Ondus bây giờ có thể đi được hai đường. Đường thứ nhất là đường giữa và đường thứ hai là đường rừng. Chứ đường kinh nghiệm thì Ondus không cần, bởi vì đường giữa sẽ giúp cho Ondus tích stack một cách nhanh nhất có thể. Anh em hiểu không ạ? Nhưng mà ở trong những cái trận đấu rank cao thì để Ondus đi đường giữa nó rất là phí phạm và gần như là cái lối chơi của trận đấu đó nó phải xoay quanh con Ondus này. Nhưng mà nếu như mà anh em đánh rank thấp thì ok với Ondus, bởi vì cái mức độ gắn kết của các thành viên bên phía của team bạn trong những cái trận đấu rank thấp nó yếu. Và đôi khi họ pick những cái con tướng mà Ondus nó đầm nó không sợ. Kiểu ví dụ như là team bạn không có Matip, Lapu hay là Hilda, Ondus sợ qué thì anh em, team nó cứ pick những cái con như là con Bên hay con Tử Long thì Ondus là vào đấm thấy bản nội bảo ngoại, anh em hiểu không ạ? Đấy, nhưng mà những cái trận đấu rank cao team bạn thật ra mà nói team bạn pick những cái con đầu sĩ như từ rank mythic trở lên là Ondus nó đã ngán đầm rồi. Cho nên là anh em cũng phải tùy vào chất tướng nhá, team bạn nhiều con mỏ và những cái con ít cơ động Ondus đầm thích lắm anh em ạ. Rồi, chúng ta có cái vị tướng Liomot. Liomot ở thời điểm hiện tại nó đã qua cái thời hoàng kim của cái vị tướng đầu sĩ đây rồi. Có một cái giai đoạn mà gần như là ở trong rank lúc nào cũng pick Liomot với cả Matip, không biết anh em có nhớ cái mức rank đấy không. Đấy, nhưng mà ở thời điểm hiện tại chỉ còn Matip là ở trong cái trạng thái đỉnh cao mà thôi. Còn Liomot anh ta chỉ được đánh giá cái mức rank huyền thoại, bởi vì bộ kỹ năng của Liomot nó khác với Matip. Liomot nó quá là phụ thuộc vào cái chiêu cuối gọi ngựa trên mạng baby của cái vị tướng đầu sĩ này. Và bản thân Liomot cũng không có được một cái kỹ năng có thể shut down đi một cái địch trong một nốt nhạc giống như là Matip. Thật ra mình nghĩ rằng cái con Liomot này nếu như mà nó lên được rank chiến tướng thì cũng dễ thôi. Nếu như Moontoon cho cái con Liomot này nó thêm cái thời gian ở trong cái trạng thái lên ngựa của nó. Tức là bây giờ thay vì lên ngựa trong khoảng 10 giây thì bây giờ lên ngựa trong khoảng 20 giây đi. Thì con Liomot này có lẽ là nó sẽ lại bá trở lại anh em ạ. Ok, chúng ta có đó là quỷ lửa Thamurt. Thamurt thời điểm hiện tại cũng được đánh giá là một cái vị tướng chơi ở cái mức rank huyền thoại thôi. Bởi vì Thamurt bộ kỹ năng của anh ta cũng giống như là con Batman, giống như là Outlet, giống như là Alu. Nó thiên về dồn đam. Nó ghét hiệu ứng khống chế anh em ạ. Và nó thích những cái vị tướng cận chiến. Cứ đứa nào mà cứ thích đứng solo 1v1 với nó là cái con này nó thích á. Nhưng mà về cơ bản là nó cũng chỉ có được đến là như vậy thôi anh em ạ. Vì nó có khả năng hồi máu, nó có khả năng gây sát thương chuẩn, nó có khả năng tanker. Đấy, nhưng mà nếu như mà team bạn lại pick những cái con tướng nó kiểu cứ thả diều đánh khó chịu, kiểu như là Châu, xong rồi Yuda Lapu, rồi thậm chí là Matip lên đánh nhau thì nói thật với anh em, hoặc là thậm chí là YV này, những cái vị tướng pháp sư có khả năng thả diều đấy, YV, Luigi. Đấy, thì nói thật với anh em là cái con Thamurt này gần như là nó đần cả người ra luôn anh em ạ. Cho nên vẫn nghĩ là cái con này nó chỉ được đánh giá ở cái mức rank huyền thoại mà thôi. Ok, gần xong rồi, chúng ta sẽ có đó là Lapu.
Lapu-Lapu ở thời điểm hiện tại chơi được rất tốt ở cái mức rank thần thoại, bởi vì bộ kỹ năng của cái anh chàng dâu quai nón này đã được sửa lại rất là thú vị. Đấy, theo đó thì Lapu-Lapu bây giờ nó không những chỉ là một cái lựa chọn để khắc chế những cái mục tiêu bay nhảy, ví dụ như là Wanwan, ví dụ như là Joy đồ các thứ các kiểu, mà cái con Lapu-Lapu này bây giờ còn có thể kết hợp với đồng đội để mà làm choáng cái địch cực kỳ kinh khủng với cái nội tại của Lapu-Lapu. Bây giờ Lapu-Lapu nhá, mà dựng cái chiêu cuối ra hoặc là kéo chúng cái địch về đánh một hai cái là tụi nó bị làm choáng. Đấy, mà cái chiêu cuối của Lapu-Lapu bây giờ nó đúng theo cái nghĩa đen ý, là không có một ai dám đứng trong cái chiêu cuối của Lapu-Lapu này luôn. Anh em có thể sử dụng Lapu-Lapu trong vai trò đảo đường, hoặc thậm chí nếu như mà đồng đội cho anh em cơ hội thì anh em có thể đi rừng được với Lapu-Lapu, anh em đi đường kinh nghiệm được với Lapu-Lapu để mà lên đam, bởi vì cái con Lapu-Lapu này nó khác xưa nhiều lắm rồi anh em ạ. Chơi rất ổn ở thời điểm hiện tại với những cái chất tướng quanh nhảy, hoặc là nếu như mà chất tướng team bạn nó không quá cứng ý thì Lapu-Lapu chơi được anh em nhá. Nhiều cận chiến nữa, lưu ý là nhiều cận chiến nữa thì Lapu-Lapu chơi được. Tiếp đến là chúng ta sẽ có cái vị tướng đấu sĩ Ba Đà. Ba Đàng ở thời điểm hiện tại đây là một trong những cái con mà mỡ đang hơi lăn tăn, đáng nghĩ ra là mỡ phải để nó ở mức A. Bởi vì Ba Đàng đi solo đường kinh nghiệm thôi, mỡ nghĩ là mỡ để nó ở mức A là cấp rank thần thoại đi anh em ạ. Bởi vì mỡ nghĩ là cái con Ba Đàng này đi solo đường kinh nghiệm nó rất ít khi ngán bất kỳ một cái vị tướng nào cả. Chỉ trừ khi là những cái vị tướng đó nó quá là mạnh và nó lên những cái món đồ thủ đầu tiên, ví dụ như là cái chân thép thì nó mới ngán thôi. Chứ con Ba Đàng này đi ở giai đoạn đầu game, những cái vị tướng ở cấp B nhìn con Ba Đàng này bằng nửa con mắt anh em ạ. À đâu, nhầm, những cái vị tướng cấp B này con Ba Đàng nó nhìn nó bằng nửa con mắt. Bàn mình không được, outlet không được, bao này đi rừng không nói nhá, bốn này đi rừng nói nhá, Ngộ Không bỏ qua này, Alpha bỏ qua này, cái con Argus này cũng bỏ qua này, Zorhead cũng bỏ qua, Undead bỏ qua, Liomot bỏ qua, Thamurt hãn hữu có thể solo lại được với cả con Ba Đàng. Anh em hiểu không? Nhưng mà cái con Ba Đàng này khi mà nó đạt được đến cái level 4 ấy, thì cái khả năng đấm của nó có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Và những cái tụi như là xạ thủ hay pháp sư nhìn con Ba Đàng này đúng kiểu gọi là như kiểu con nhìn thấy bố luôn anh em ạ. Ở Ba Đàng chúng ta có thể thấy được là rất nhiều những cái mini stun làm choáng, và kèm theo đó là cái khả năng sốc đam dồn vào nếu như là cái con Ba Đàng này lên những cái món trang bị hiệu ứng đòn đánh. Cho nên là Ba Đàng ở thời điểm hiện tại mỡ đang đánh giá là nó đang chơi rất ổn ở mức rank A anh em nhá. Ok, tiếp đến là Gedevia. Gedevia ở thời điểm hiện tại thì nó cũng giống như Tử Long thôi anh em ạ. Gedevia thì nó Amita mất rồi. Nó sẽ chỉ chơi được ở cái mức rank C, hoặc là cái Legend này thì nó cũng hạn hữu lắm anh em ơi. Bởi vì con Gedevia ấy nó rất khỏe, mỡ thậm chí có thể xếp được Gedevia lên ở mức A luôn cũng được. Nhưng vấn đề ở đây là nó lại liên quan đến một cái yếu tố, đó là cái kỹ năng người chơi, anh em hiểu không? Gedevia là một vị tướng cực kỳ nặng về kỹ năng. Anh em cầm Gedevia mà không nhảy trúng kẻ địch mà hất tung trúng ấy là coi như anh em bỏ. Anh em hiểu không? Meta hiện tại Gedevia bắt buộc phải nhảy trúng kẻ địch để mà dồn sát thương. Đấy, điều này đã khiến cho Gedevia thì nó lại phải xếp hàng với cả Tử Long, với cả bên. Ê, nhưng mà Gedevia này là không đi được với Tử Long đâu nha. Bởi vì Tử Long là counter cứng Gedevia luôn anh em ạ. Đấy, cho nên cái con Gedevia này là một trong những vị tướng rất xinh, có được skill legend, có được cưng của môn tôn anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mà để mà sử dụng cái con Gedevia này ở nó dùng legend vẫn được, nhưng mà nó tương đối khó và cần kỹ năng. Cho nên mà đánh giá con Gedevia này ở cái mức rank từ legend đổ xuống thôi. Tự mỡ nghĩ nó là phù hợp. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với cái vị tướng tiếp theo. Một video clip này khá là dài rồi, nhưng mà mỡ nghĩ là anh em vẫn có thể có được cái thời gian dành để xem, hoặc là anh em có thể tour được đến những cái vị tướng mà anh em gọi là muốn theo dõi, được chưa? Tiếp đến là chúng ta sẽ có cái vị tướng ở đây là Terisla. Terisla thì cá nhân mỡ cho rằng cái con này được chơi ở cái mức rank, ở đây là cái mức rank thần thoại ổn. Con Terisla này thì nó có được cho mình cái lượng tăng sát thương trong thời gian tới. Mỡ nghĩ là thời gian tới nó cũng được tăng sát thương đấy, nhưng mà bây giờ nó cũng được tăng khá sát thương rồi. Đến từ cái skill 2 của con Terisla này, khi mà cái nguồn sát thương của nó giai đoạn đầu game nó có thể gây được đến hơn 1000 đam. Đến từ 3 phát đập đến từ chiêu 2 của con Terisla này. Ngoài ra nó còn có chiêu 1 và kèm theo đó là chiêu cuối. Cho nên nếu như mà team bạn mà nhiều những cái con cận chiến ý, thì Terisla đánh rất ổn. Bây giờ Terisla đi được ở vai trò đường kinh nghiệm, và cầm cho mình đó là cái phản kích, hoặc anh em lên tốc biến. Anh em newbie nào mà mới chơi thì cứ cầm cho cái con này cái phép bổ trợ phản kích anh em nhá, thì nó đều chơi rất là ổn. Nó sẽ đi được đường kinh nghiệm rất tốt, và nó ở giai đoạn đầu game và giữa game nó sẽ là một cái chất tướng đấu sĩ lên đam, và đam rất to. Nhưng ở giai đoạn giữa và cuối game nó sẽ biến thành một cái con tanker cũng có đam và rất nhiều hiệu ứng khống chế, em hiểu không ạ? Nên là Terris, nếu mà có một cái nhược điểm anh em nên lưu ý về Terris là cái con này đánh rất chậm và cái animation của nó rất là tệ. Cho nên nếu như mà anh em nào mà muốn chơi cái con này thì anh em cần phải try hard với cái vị tướng Terris là thì trình của anh em mới lên được nhá. Xbox thì ở thời điểm hiện tại cá nhân mỡ đánh giá là cái con này chơi được ổn ở cái mức rank huyền thoại, và thi thoảng anh em có thể dùng được cái con này ở mức rank thần thoại. Mỡ nghĩ là cái con này chơi được ở mức rank thần thoại đấy anh em ạ.
Bởi vì là cái con Xbox này bây giờ nó cũng là một trong những cái vị tướng mà nếu như mà anh em lên những cái món đồ tanh ở giai đoạn đầu game sớm ấy, kiểu như là cái giáp tàn bạo ấy, thì thứ nhất là cái con Xbox đi đường nó rất khó bị gank. Gần như là cái con Xbox này là anh em không thể nào mà anh em có thể một combo kết liễu đi được, đó là cái con Xbox này khi mà nó có được cho mình một cái lượng giáp ảo cả. Đấy, nó có cái chiến giáp bên ngoài ấy, anh em combo kiểu gì thì kiểu nó vẫn sẽ chỉ mất cái chiến giáp mà nó sẽ lộn về đằng sau và nó sẽ thoát khỏi những hiệu quả khống chế để qua đó nó tốc biến nó chạy đi. Đấy, và bên cạnh đó là cái con Xbox này mặc dù là tướng cận chiến nhưng mà nó không đánh cận chiến. Nó lại phun lửa đến từ chiêu 1 là cái kỹ năng có thể gây sát thương liên tục và nó phun lửa lan. Cho nên là cái con Xbox này đánh rất ổn ở trong những cái trận đấu trên rank thần thoại. Nếu như mà team bạn lên gank con Xbox này, hai người vẫn nghĩ là không gank được Xbox đâu. Nhưng gank Xbox với 3 người chắc là có thể gank được cái con Xbox này. Và nếu như anh em cần một cái vị tướng đấu sĩ khó bị gank, có khả năng thủ đường và đóng góp trong giao tranh đánh nhau ổn ở giai đoạn đầu, giữa và thậm chí là cuối game thì Xbox sẽ là một cái lựa chọn phù hợp. Dairot thì Dairot ở thời điểm hiện tại mỡ vẫn đánh giá khá cao cái màn trình diễn của cái vị tướng đấu sĩ này ở cái rank thần thoại. Bởi vì cái vị tướng Dairot này nếu như mà nói về cái khả năng dồn đan thì những cái vị tướng ở cái cấp B rank huyền thoại không có một vị tướng nào so sánh được với cái con Dairot này ở giai đoạn đầu game cả. May ra là ở trong những cái trận đấu rank thần ở cái hạng thần thoại ấy, ví dụ như là con Terisla hay là con Xbox hay là con Freya thì nó mới không ngán cái con Dairot này. Anh em hiểu không ạ? Chứ Dairot ở thời điểm hiện tại nó quá là bá so với những cái vị tướng đấu sĩ mà mỡ xếp nó ở cái cấp rank B, C. Với cái bộ kỹ năng mà có khả năng hồi máu, có khả năng trừ giáp và sốc đam cực mạnh đến từ chiêu cuối nhất kích tất sát, sức mạnh của Dairot bây giờ nó vẫn còn có thể nói là những cái con như kiểu cấp S, như kiểu Matisse hay là Lapu-Lapu. Đặc biệt là Lapu Hilda gặp Dairot nó còn gọi là ngán, gọi là kiểu gán ngán phải 7 phần anh em ạ. Chưa chắc đã dám solo 1v1 với cả cái con Dairot ở giai đoạn đầu game hoặc là Dairot ở level 2 đâu. Masa ở thời điểm hiện tại cá nhân mỡ cho rằng nó chỉ là một cái vị tướng đấu sĩ ở cái mức rank B mà thôi. Cái con Masa này nó không đóng góp quá nhiều cái sức mạnh của nó trong những cái pha giao tranh ở giai đoạn đầu game. Mà cái con Masa này ở trong một trận đấu, đây cũng là một cái vị tướng đấu sĩ có một cái lối chơi rất là nhàm chán, mỡ đã có làm video clip gần đây cho anh em rồi. Nó chỉ đi đi pha, nó chỉ có đi đẩy trụ và thi thoảng mà có đồ, nó có được cái điều kiện hợp lý nó ra đánh nhau xong nó lại trốn đi thôi. Masa có một cái lối chơi rất là nhàm chán. Và mỡ nghĩ là ở thời điểm hiện tại Masa có lẽ là đã bị Muntun quên lãng đi mất rồi. Đấy, cô nàng này cũng không có quá nhiều skin, lối chơi thì cũng có lẽ là không được nhiều người chơi yêu thích đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Cho nên là Masa vẫn đang chỉ là một trong những cái vị tướng đấu sĩ thuộc tầm trung mà thôi. Anh em nào mà thích chơi cái kiểu chơi với máy, chơi một mình, thích đi đẩy đường, không thích đánh nhau với team, sống hướng nội thì anh em pick cái vị tướng Masa này rất là hợp lý luôn anh em ạ. Rồi Savannah ở thời điểm hiện tại mỡ chỉ đánh giá là chỉ hạng B, nhưng nếu trong thời gian tới Savannah được tăng sức mạnh nó sẽ là lên thần thoại. Đấy, tại sao lại như vậy? Bởi vì Savannah ở thời điểm hiện tại nó có khả năng dồn đam rất mạnh, nhưng tất cả những cái bộ kỹ năng về khả năng dồn đam của Savannah đều có thể bị ngắt đi đến từ hiệu khống chế. Nhưng trong thời gian tới nếu như mà Savannah ở trong máy chủ thử nghiệm được cho ra mắt đi anh em, nó sẽ có cái skill 2 là cái liên hoàn kích của nó, là nó sẽ miễn hiệu khống chế, thì Savannah lúc đó rất mạnh luôn anh em ạ. Đó, nhưng mà ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là Savannah chỉ được đánh ở cái mức rank huyền thoại mà thôi. Savannah có thể đi tốt ở vai trò đi đường kinh nghiệm, hoặc thi thoảng anh em có thể cầm cái con Savannah đi rừng. Nhưng đảo đường thì không nên anh em nhé, bởi vì đảo đường với Savannah thì nó là tương đối khó. Đấy, khả năng solo của Savannah mỡ cũng đánh giá là thuộc mức độ tầm trung. Đấy, chứ không thể nào so bì được với những cái vị tướng đấu sĩ ở mức rank thần thoại được. Đấy, cho nên là nếu như anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng này của mỡ, anh em sẽ thấy được rằng nó sẽ có những cái sự phân cấp rất rõ rệt ở những cái mức rank này. Đấy, dĩ nhiên những cái vị tướng cấp C đánh rất khó với những cái vị tướng ở cấp B đánh rất khó những vị tướng cấp A, và gần như cấp S đang là những cái vị tướng thuộc dạng gọi là vô đối luôn. Ok, chúng ta sẽ có một cái vị tướng nữa, đó là cái vị tướng Yuuzhong. Yuuzhong ở thời điểm hiện tại nó sẽ được xếp ở cái mức rank thần thoại. Cá nhân mỡ cho rằng là như vậy. Thi thoảng anh em sẽ thấy được cái con Yuuzhong này được xếp lên cái mức rank vinh quang thần thoại cũng như là chiến tướng, hoặc thậm chí là đi team đánh giải. Bởi vì cái con Yuuzhong này nó có khả năng sử dụng một cái bộ skill phối hợp với team rất là bá đạo. Anh em hiểu không? Nếu như mà solo 1v1 là cái con Yuuzhong này nó rất là cùi. Nhưng nếu như mà ở trong những cái trận đấu đi team ấy, phối hợp với đồng đội thì bộ kỹ năng của Yuuzhong rất là tuyệt vời. Thôi mỡ nghĩ là mỡ sẽ xếp con này lên ở cái mức rank đi team. Và vinh quang thần thoại nó sẽ là hợp lý hơn, bởi vì ở trong những cái trận đấu thời điểm hiện tại ấy, là đi team là solo rank ấy, quên mất là đi team là leo rank chiến tướng ấy, thì ở vinh quang thần thoại chơi con Yuuzhong này rất là nhiều. Đấy, bộ kỹ năng của Yuuzhong là thiên về trong những cái tình huống giao tranh tổng đánh nhau dạng diện rộng. Và Yuuzhong ở thời điểm hiện tại mỡ có làm video clip về cái vị tướng đấu sĩ này rồi, anh em có thể đi đường kinh nghiệm rất là mạnh với hai kiểu lên phép bổ trợ, anh em lên hỏa đá hoặc là anh em lên phản kích.
combo của Yuzhong nó cũng đơn giản thôi. Thấy có chỗ nào đánh nhau, anh em bật chiêu cuối của Yuzhong lên, bay vào, áp sát được mục tiêu anh em muốn, dùng chiêu cuối tắt đi hoặc là để cho chiêu cuối tắt đi, sau đó anh em bật hóa đá lên, dùng skill 1, dùng skill 2, sau đó để cái hất tung để đảm bảo rằng anh em có thể hất tung đi được kẻ địch, hoặc là anh em có thể hất tung chúng trước, dùng, nhưng mà lưu ý là anh em phải dùng cái hóa đá trước để mà cố định kẻ địch, sau đó anh em bắt đầu mới hất tung hay là dùng sát thương lên những cái mục tiêu này anh em nhá. Nói chung là cái con Yuzhong này anh em show rank thì nó sẽ thấy nó hơi bị a đùa, nhưng ở trong những cái trận đấu đi team và những cái trận đấu ở rank vinh quang thần thoại, Yuzhong rất khỏe. Và cái vị tướng cuối cùng ở trong cái video clip này mợ muốn chia sẻ với anh em đó là Kellyt. Thì Kellyt ở thời điểm hiện tại mợ đang đánh giá là nó sẽ nằm ở cái mức rank huyền thoại. Đây là một cái vị tướng đấu sĩ bị thất sủng ở trong cái tựa game Mobile Legends này. Đấy, cái con Kellyt này thì nó có khả năng dồn đam mạnh đến từ cái chiêu 1 của nó, và kèm theo đó là bộ skill 2. Chiêu 2 của cái con Kellyt này có khả năng hồi máu. Bây giờ mợ đang thấy có một cái meta con Kellyt đảo đường xong lên suối sinh lực cơ, bá cực kỳ luôn anh em ạ. Ấy nhưng mà mợ chưa thử cái meta đấy bao giờ, chắc là chiều nay có thời gian thì mợ sẽ thử vào, mợ sẽ chơi thử xem. Nhưng mà cá nhân mợ đang đánh giá rằng cái con Kellyt này nó đang là một cái vị tướng đang không được đánh giá quá cao ở meta hiện tại mùa giải thứ 28, mùa giải thứ 28. Nhưng mà mợ nghĩ rằng cái con Kellyt này nếu như mà anh em sử dụng nó để mà tham gia ở trong những cái trận đấu trong tựa game Mobile Legends mùa giải thứ 28 thì nó không đến nỗi là quá tệ đâu anh em ạ. Trên đây là cái video clip mà mợ xếp hạng phân cấp những cái vị tướng, 34 vị tướng đấu sĩ của Mobile Legends ở thời điểm hiện tại. Rank S có thể nói là 4 vị tướng sở hữu sức mạnh gần như là tuyệt đối. Rank A là những cái vị tướng có thể leo được mức rank thần thoại và có thể đè được những cái vị tướng đấu sĩ ở dưới rank B. Và rank C là những cái vị tướng gần như là không quá nổi bật ở meta tại mùa giải thứ 28. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace!